Kim Huệ lại thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi mặc bikini chơi bóng chuyền, tiết lộ khó khăn khi làm gôn thủ. Huyền thoại Trung Quốc chỉ giáo cho Lâm Oanh và Kim Thoa. Kim Huệ mặc bikini chơi bóng chuyền, tiết lộ khó khăn khi làm gôn thủ đang có mặt tại Nha Trang tham dự Vinpearl DIC Legend Việt Nam 2023, giải đấu gôn danh giá thuộc hệ thống European Legend Tour đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và Đông Nam Á. Người đẹp bóng chuyền Kim Huệ liên tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bằng những hình ảnh mặc bikini trên biển. Mới đây, cựu phụ công cao 1m82 tiếp tục khoe hình ảnh mặc bikini chơi bóng chuyền bãi biển khiến fan trầm trồ. Bên cạnh những lời khen của các fan khi cho rằng cựu tuyển thủ sinh năm 1982 trông trẻ hơn 10 tuổi thì Kim Huệ được cho rằng vẫn giữ được kỹ năng chơi bóng đỉnh cao của mình. Thậm chí có fan còn hy vọng được thấy phụ công lừng danh này có thể tái xuất thi đấu.